Thường ông thường lại dễ, thường làm nào làm thế. Và thế xong mình dốc biết nghe ông nào. Để mạnh nhé. Nhà ông Bùi 4 giờ ấy. Có nghĩa là cái ông này là ông lười bắn số máng này này. Ông điện trước ông xây được mà. Hả? Đẹp biết quái được. Làm không đúng ý. Vào cái nào móng cái công mình sẽ được rất rất đông. Ông anh nghiến răng nhưng mà ông lại nghiến xong ông thôi, ông Tâm mới biết tính ông thì nó đơn giản không. Đâu anh ơi? Nhưng tâm ông dễ đấy. Dễ mà. Ông chỉ hay nói thế thôi. Ông nói rất ông không bụng dạ gì, ông dễ. Ông đi mà ông cũng thoải mái. Không như người khác. Bà sướng, kẻ số bà lương sướng. Sướng gì?